Xin chào các bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến GrowShop 24 giờ. Hôm nay Ngọc Hoa sẽ đem đến cho các bạn một dòng sản phẩm rất hữu ích, đó chính là viên bổ não chống đột quỵ Samsung Gihirok Heaven. Vâng, các bạn cũng biết đấy, tại Việt Nam một năm có tới hơn 200.000 người bị tai biến và đột quỵ, con số lên tới hơn 10.000 người đã tử vong với căn bệnh này. Chính vì vậy nên Ngọc Hoa mang tới sản phẩm này để bảo vệ sức khỏe của bạn cũng như là gia đình bạn. Công dụng của sản phẩm này đó chính là nó điều trị việc đau đầu, rối loạn tiền đình, thiếu máu não hay tắc động mạch vành. Đối với những người bị huyết áp cao và tim đập nhanh, nó cũng hỗ trợ điều trị. Nó điều trị các căn bệnh như là huyết áp cao, tim đập nhanh, hô hấp khó hay là tinh thần bất an, đau có giật cấp và mãn tính. Vâng, đối với việc mà chúng ta sau tai biến thì chúng ta sẽ để lại rất nhiều di chứng đúng không ạ? Vâng, chính sản phẩm này nó sẽ hỗ trợ điều trị cho các bạn vấn đề đấy, như là các bạn bị liệt toàn thân, liệt tay, liệt chân, liệt cơ mặt, hay là khả năng diễn đạt ngôn ngữ kém, hay là khó nuốt. Và sản phẩm thật sự hữu ích đối với những người bị suy nhược thần kinh do bạn phải làm việc với áp lực công việc hay cường độ công việc quá cao. Với những người mà phải hoạt động lao động trí óc liên tục, hay là chúng ta gặp một biến cố lớn trong cuộc sống, thì nó sẽ giúp chúng ta an thần và bổ dưỡng thần kinh để chúng ta không còn bị suy nhược thần kinh dẫn đến là mệt mỏi. Vì chính việc mệt mỏi, căng thẳng thần kinh là một trong những nguyên nhân dẫn đến chúng ta bị đột quỵ và tai biến. Để sử dụng sản phẩm một cách hiệu quả nhất thì sau đây Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng sản phẩm để làm sao mà sản phẩm phát huy hết tác dụng của mình và bảo vệ sức khỏe của bạn một cách tốt nhất. Vâng, thưa các bạn, đây chính là sản phẩm viên bổ não chống đột quỵ Samsung Gihirok Heaven. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây chính là sản phẩm do hãng Samsung Farm sản xuất. Và khi mà các bạn nhận hàng thì các bạn kiểm tra là nó sẽ có tem dán mác hai đầu. Và ở đây thì chúng ta sẽ có thể xem được hạn sử dụng của sản phẩm ạ, cũng như là mã vạch để chúng ta check sản phẩm xem là có đúng là của Hàn Quốc không. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bóc cái sản phẩm này ra nhé. Tôi sẽ bóc hai đầu này. Đây. Trong một hộp này của chúng ta sẽ có 60 viên và mỗi viên nặng 3,75 gram ạ. Đây, các bạn có thể nhìn thấy hộp sản phẩm của chúng ta đây. Đây, trong mỗi một lọ nhỏ này nó sẽ chứa một viên bổ não chống đột quỵ Samsung Gihirok Heaven. Đây, cách dùng và liều dùng thì một lần chúng ta sẽ bóc một viên này ra, nhai trực tiếp hoặc là nghiền trộn cùng với nước ấm. Nếu như các bạn nghiền trộn thì cho cùng nước ấm, hoặc là nhai thì sau khi nhai các bạn cũng nên uống nước ấm. Liều dùng thì đối với người lớn và trẻ em trên 15 tuổi thì một ngày chúng ta sẽ dùng một viên này. Đối với trẻ em từ 8 đến 15 tuổi thì chúng ta sẽ dùng 2/3 viên này. Khi dùng không hết thì các bạn còn 1/3 viên đúng không ạ? Chúng ta sẽ cho vào trong túi này, gói cẩn thận và đặt vào trong lọ. Sau đó chúng ta sẽ bảo quản trong tủ lạnh. Lần sau thì chúng ta sẽ uống tiếp ạ. Và liều dùng đối với cả mục đích dự phòng, nên là bạn không mắc bệnh gì cả, bạn chỉ muốn uống để dự phòng cho nó bổ thần kinh hoặc là bồi bổ sức khỏe, thì một đợt chúng ta sẽ uống 5 đến 10 ngày. Sau đó thì chúng ta sẽ nghỉ 5 ngày xong chúng ta lại uống tiếp. Mỗi một ngày, nếu như mà với trường hợp mà điều trị bệnh thì các bạn một ngày uống một viên này, và một hộp này chúng ta sẽ uống được 2 tháng. Sau khi kết thúc 2 tháng thì chúng ta sẽ nghỉ khoảng độ 1 đến 2 tháng tiếp theo chúng ta lại uống tiếp. Vâng, thưa các bạn, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn toàn bộ công dụng, như là cách hướng dẫn sử dụng làm sao để mà phát huy tác dụng của viên bổ não chống đột quỵ Samsung Gihirok Heaven. Với tiêu chí của chúng tôi, chất lượng là uy tín, chúng tôi luôn luôn chọn những sản phẩm chất lượng nhất để đem tới tay các bạn, nhằm bảo vệ cũng như là cải thiện sức khỏe của các bạn cũng chính gia đình bạn, đó chính là bảo vệ niềm hạnh phúc của các bạn. Với cam kết của chúng tôi, khi các bạn nhận được hàng, nếu như các bạn không hài lòng về sản phẩm của chúng tôi, các bạn có thể hoàn trả lại chúng tôi trong vòng 7 ngày. Đó là chính sách của chúng tôi. Để được tư vấn thêm cũng như là đặt mua hàng sản phẩm viên bổ não chống đột quỵ Samsung Gihirok Heaven, các bạn có thể vào phần chat online của trang siêu thị trực tuyến GrowShop24h.com hoặc gọi điện ngay cho chúng tôi theo
số hotline 0979149256 để được tư vấn và hỗ trợ mua hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.